Hề nhô anh em hôm nay sẽ là một con xe vừa độc lạ bình dương nhé đồ đam siêu ảo. Quái thì lạ hoắc mát thì ảo lòi. Quái gì mà 16 củ HB ảo lòi. Tôi sẽ cho anh em xem đồ bán xốp ảo vừa cờ luôn. Thôi được rồi anh em xem rồi tự thầm nhé hôm nay làm hướng đội không nói nhiều. Nghe nhạc không? Nghe nhạc đi. Không nghe cũng phải nghe. Cực căng thẳng luôn.